Xin chào các bạn đến với kênh vlog Hoa Giấy Sa Đéc. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục lên Lokifor Hoa Giấy Mỹ anh em. Phía sau clip mình cũng có một số cây cốt cao cũng như là một số cây giá rẻ vài chục ngàn cây nha anh em. Đầu tiên chúng ta lên cây số 1 anh em ơi. Cây số 1 của clip ngày hôm nay thì mình có thông số độ hoành 36 và cao 68. Cây dáng bay tàng thiên nhiên. Cây này bắt bầu cũng nhiều ngày rồi. Nay hiện tượng ra mầm ra rễ rất là mạnh luôn nha anh em. Cái con này mình giao lưu anh em 350 em bao sống bao ship toàn quốc nha anh em. 350 em bao sống bao ship toàn quốc luôn. Con phân số 1 nha anh em, cây rất là to. Rất là to và già cây. Cái này bãi đế mình bó bầu hơi cao ha, cái bầu đế anh em về khai thác còn còn ra được nữa nha anh em. Rồi xuống cây luôn anh em ơi. Và tiếp tục mình đến con phân số 2 nha anh em. Con này cũng rất là to luôn nha anh em. Hoành 33, cao 60. Con cũng nhân bay luôn. 33 60. À, con cũng rất là to. Con này giao lưu anh em 330k. 330k là em sẽ bao sống bao ship toàn quốc luôn nha anh em. Anh em Zalo bên mình từ 2 phôi em sẽ tặng anh em mỗi người chai kích rẻ nha anh em. Kích rẻ em đã giới thiệu em rất là nhiều lúc trước rồi. Chai có thể pha ra 18, 16 đến 18 lít nước để ngâm hoặc là tưới cây nha anh em. Rồi em xuống cây luôn anh em ơi. Con số 2 anh em ơi. Rồi tiếp theo mình đến con phôi số 3. Con này hoành 30, cao 60. Bệ đế cũng đạt kẹo luôn nha anh em. Con này anh em có thể ép đổ được nè. Lý do là con này có cái bộ đế nó, bộ rễ nó cặp nó quập về phía sau nè, nó móc về ha anh em treo lên thành chậu cũng khá là dễ dàng anh em. Cái lưng thì to đặc. Con này có bị chạy bên đây chút xíu bằng ngón tay em thôi đây. Bằng ngón tay em thôi ha, bằng ngón tay em để lên bít liền. À, bằng ngón tay em thôi. Không có đáng kể. Tuy nhiên thì em sẽ giảm giá anh em vô luôn anh em, con này 260k thôi. 260 thôi là sẽ bao sống bao ship toàn quốc luôn nha anh em. Toàn quốc luôn nha anh em. Đậm xuống cây luôn anh em ơi. Con số 3 nha anh em. Tiếp theo nữa con phôi số 4 nha anh em. Con này rất là to cao nha anh em. Con này hoành 33. Hoành 33 mà nó cao 60. Cây dáng bay tàng thiên nhiên, cốt cành trên ngọn nó cũng khá là nhiều cành nha anh em. Cái con này em giao lưu anh em 330k anh em ơi. 330k em bao sống bao ship toàn quốc luôn nha anh em. Cái cành này nè anh em. Cái cành này. Đây cái cành này có thể là anh em cắt bỏ cành này nha. Cái cành này nó kêu mà nó đâm phá dáng anh em. Đây em chưa có cắt. Đó, anh em giờ phải cắt lại cành đó nha anh em. Rồi em Zalo anh em 320 thôi anh em ơi. 320k thôi em bao sống bao ship toàn quốc nha anh em. Con này khoảng mười mấy ký anh em ơi. Con rất là to luôn. Cái số 4 33 quần 33 cao 60. Đậm xuống cây luôn anh em ơi. Tiếp tục mình đến con phôi số 5. Con này có thông số là quần 32. Quần 32 và cao 62. Quần 32 cao 62 nha anh em. Con này cái bệ nó to lắm anh em ơi. Nè, cái bệ nó còn nữa. Cái đế nó cũng còn xuống nữa mà em bó bầu hơi cao nha nè. Giờ em bó vô trong cái chậu đen á. Rồi 280k thêm bao sống bao ship toàn quốc con này luôn. Cái bệ nó cũng khá là đẹp. Đặt kẹo luôn nha anh em. Xuống cây anh em ơi. Tiếp tục đến con phôi số 6. Con này ra mầm quá mạnh, rễ quá mạnh. Con hoành 29. Cao 50. Con lưng gù vắng thú nha anh em. Con này clip trước giao lưu như anh em 320 nè. Con này bán ế. Em giao lưu anh em 280 thôi. 280 thôi em bao sống bao ship toàn quốc cái con này luôn nha anh em. Con này rất là to luôn nha anh em. Rễ rất là mạnh luôn, cái mầm về sọc luôn. Em xuống cây luôn anh em ơi. Tiếp tục mình lấy con phôi số 7. Cây lưng gù vắng thú. Con này anh em có thể trồng đổ được luôn. Do cái cọng rễ nó hơi móc về phía trước anh em. Cái cọng rễ này là anh em trồng đổ được nè. Rồi cái con này thì thông số hoành của nó được 30 hoành 27 thôi anh em ơi, hoành 27 cao 50 nha anh em. Hoành 27, cái lưng cái bể nó to nhưng mà cái cổ nó tớp các bạn. Cái này bị chạy chút xíu như nên như đây nha anh em. Chạy chút xíu bằng chân cái thôi. Nó bị dập để nó nghiêng nó ngã nè. Rồi con này giao luôn em 230k thôi. Bao sống bao ship toàn quốc luôn, con rất là to luôn anh em. Đây cái lưng của nó nè anh em ơi. 230 thêm bao sống bao ship toàn quốc luôn. Xuống cây luôn anh em ơi. Con số 7 nha anh em. Rồi bên đến con phôi số 8, hoành 25 cao 52. Con này 220k bao sống bao ship luôn nha anh em. Hoành 25 cao 52, con này ra rễ rất là mạnh nè, ra mầm về sọc luôn. Đây cái thân của nó nè anh em. Sổ đế cũng dài nha. Rồi em xuống cây em lên cây tiếp theo luôn anh em ơi. Nay em còn cũng ít cây bạn. Em lên clip này và clip nữa là em hết hàng nha anh em. Đứng cây mới về to lắm. Nhưng mà hàng mới về cây to giá nó cũng hơi to hơn chút xíu luôn nha anh em. Xuống cây luôn anh em ơi. Rồi tiếp tục mình đến con phôi số 9. Con phôi số 9 con này rất là quái nha anh em, hoành 29 cao 50 nè. Con này nó rất là quái nha anh em, để ý cái đầu của nó nè anh em. Đầu em cắt chưa có tới nha.
anh em vậy cắt mấy cành này bỏ, anh em có thể gọt binh sữa dán tùy thích nha nè. Con này lưng cũng cong cũng đẹp anh em ơi. Hoành 29-50, con này Zalo anh em 250 thôi, em bao sống bao ship toàn quốc luôn anh em ơi. Con rất là đẹp trai luôn nha. Cái củ đế nè anh em. Đây cái củ đế nè. Rất là to luôn. Rất là đẹp. Xuống cây luôn anh em ơi. Rồi tiếp tục mình đến con phơ số 10, con nhắn chật. Con này mưa nó ướt anh em. Em đang quay trời cũng đang mưa cho nên là chuyển mưa rất là nhiều cho nên là hơi tối, màn hình hơi xíu xíu nha anh em. Rồi con số 10 nhắn chật anh em ơi. Con số 10 dân trật, cái con này thông số hoành 28 nha, cao 60 nè anh em. Con này em cũng như luôn em 250 luôn, em bao sống bao ship toàn quốc luôn nha anh em. Cây cũng to lắm đây anh em ơi. Đậm xuống cây luôn qua. Rồi mình đến con dán bay số 11. Con này cũng cây của clip trước nè, bao bầu mấy bữa nay gửi hàng quá nhiều rồi. Săn đánh bó cũng rất là dài, để sổ dài nha anh em. Hoành 25, cao 70. Con này Zalo em 260k thôi, con này clip trước em Zalo em như 280k. Em Zalo anh em 260 thôi, em bao sóng bao ship luôn nha anh em. Đây anh em ơi, cái thân nó đẹp lắm anh em ơi. Đây quay cái bầu lên cho anh em xem thử rễ nó ra. Đây anh em ơi, rễ nó ra nằm mạnh. Đậm xuống cây luôn anh em ơi. Cây 11 260 bao sóng bao ship nha anh em. Rồi tiếp theo mình đến con phô số 12. Hoành 30 và cao 70. 30 cao 70 160k bao sóng bao ship toàn quốc. Con này cũng clip trước Zalo lại nha anh em, 160 thôi. Trước Zalo anh em 180 đó, nhưng mà nay em sao còn 160 thôi, em bao sống bao ship toàn quốc nha anh em. Cây này hai lần trên ngọn mọc cái ruộng bên người ta chặt nè, để ra người ta chặt cái đầu te tua ha. Mình để cũng được, con thấy này anh em về thâu lại cũng được nha anh em. Nó mong mọc mầm ra cũng dài, em cắt em chừa cái đầu cành nhỏ này. Rồi 160 bao sống bao ship toàn quốc anh em ơi. Xuống cây lên cây tiếp theo luôn nè. Mình đến dòng cúc cao nha anh em. Rồi tiếp tục thì mình lên cái dòng cúc cao nha anh em. Cái cây này hoành 42 dựng thẳng cái cốt răng thẳng tưng cái ngọn lên coi. Đó anh em ơi, cái cốt nó vậy nha anh em, thẳng tưng à. Cái con này hoành 42 cao 1,5 m, lên tới trên ngọn luôn, vẫn còn to nha anh em. To nâng từ gốc tới ngọn luôn nha anh em. Cốt lực lắm. Hoành 42 là em đo vị trí cổ eo nha anh em, chứ không phải đo trên đây. Đây chắc khoảng 20 à. Dưới này thì 42 nha, 42 chân cái cổ này. 42 cao 1,5 m. Cái mã số 13 dựng cái ngọn lên thẳng rồi. Mã số 13 này em có hai con có dáng tương tự nhau nha anh em, mà con này to con kia nhỏ hơn nha anh em. Rồi cái con này anh em quan sát em xuống cây nha anh em, còn cái củ đế nó to lắm anh em ơi. Cái bệ đế của nó to lắm, cái bệ đế này, cái bệ đế của nó là đường kính cái bệ đế của nó này anh em, đây là nó to lắm nè. To hơn bàn tay anh em luôn. Anh em thấy cái chân của em là không xi nhê nó cho nên nó khủng khiếp lắm anh em ơi. Đem xuống lên cây tiếp theo luôn. Rồi còn đây là cây thứ hai. Cây thứ hai cao hơn 1,5 m chút xíu. Chắc khoảng gần 1,6 m á. Nhưng mà mình lấy cặp mình cắt mấy cành chôm chôm đó anh em, cắt lùng xuống luôn cũng được cho nó gọn gọn lên, nó bằng 1,5 m cái kia luôn nha anh em. Cái con này thì hoành 22 cao hơn 1,5 m nha anh em. Hoành 22 cao hơn 1,5 m. Con này có chạy nè, em vận chuyển cái ruộng về nó bị chạy miếng da nè. Còn cái này là giấu dưới ruộng bị chuột cạp á. Dưới ruộng bị chuột cạp á. Còn mà dưới ruộng bị chuột cạp cũng lâu rồi, nó cũng lành nè, cũng sành nè nha anh em. Đó, không vấn đề gì. Còn đây em mới làm chạy vận chuyển ruộng về bị dập anh em ơi. Rồi em dựng hai con lên cho anh em xem lại nha anh em. Rồi sau khi cắt và dựng lên hai con này anh em thấy nó đều luôn lại nè anh em. Còn cao hơn chút xíu không đáng kể nha anh em, cao chút xíu kệ đó. Rồi hai con rất là to luôn. Hai con rất là to cao nha anh em. Rồi hai con này em Zalo em 380k thôi. 382 con nha nè, em bao sống bao ship toàn quốc luôn nha nè. Hai con rất là to luôn, hai con cốt thẳng tưng. Hai con mã số 13. Rồi anh em quan sát em xuống cây luôn nha nè. Xuống cây luôn mà. Và chúng ta đến với mã số 14. Bộ mã số 14 mình có 5 cây nha nè. 5 cây hoành từ 17 đến 18. 17, 18, 19. Chiều cao thì từ 50 đến 60. Đây là cây đầu tiên, một rễ quắn quái nè nè. Giáng long nha, rồi cho con thứ hai lên. Con thứ hai thì nhiều rễ, cục đế quấn cũng to cũng đẹp. Cục đế này to lắm nhưng mà em chưa có vệ sinh kỹ nè, nó còn dơ, mấy này dơ. Rồi xuống cây anh em ơi, lên cây tiếp theo. Rồi còn đây là cây thứ ba. Cây thứ ba rễ nó cũng sắn bó, cũng đánh cũng đẹp nha nè. Rồi đưa cây thứ tư lên. Rồi còn đây là cây thứ tư. Cây thứ tư này hoành chắc cũng khoảng 20 mấy anh em ơi. Con thứ tư này hoành to lắm. Con thứ tư này hoành chắc cũng cả 21, 22 á, bệ đế cũng to luôn, cũng đẹp. Rồi đây là cây thứ năm nè anh em.
Đây thì cây thứ 5. 5 cây em sẽ gom lại cho anh em xem nha anh em. Rồi đây là 5 cây rất là to. Đây anh em có thể so sánh với chân em nè, thấy nó nhỏ vậy chứ cái đế cũng to lắm nè. 5 cây 300k. Em bao sốc bao ship toàn quốc nha anh em. Tặng cho anh em thêm cây nhỏ nữa nè. Là mình có 6 cây, 5 cây to với cây nhỏ nha, 300k em bao ship toàn quốc luôn. Mã số 14 anh em ơi. Rồi và chúng ta đến mã số 15, cũng là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay nha anh em. Mã số này thì hoành nhỏ hơn, hoành này dao động từ 15 cho đến 17 thôi. Cái kia thì 17 trở lên nha, còn này 15 đến 17 thôi, này nhỏ hơn kia. Cái mã số 15 này mình có 6 cây nha anh em, đây là cây đầu tiên nè. Rồi lên cái thứ 2 luôn. Rồi đây là cây thứ 2 nha anh em. Rồi đây là cây thứ 3. Cây thứ 3 này nó lùng anh em, cây thứ 3 này lùng nha mà củ nó đặc, to. Rồi xuống cây luôn. Rồi đây là cây thứ 4. Cây thứ 4 này hoành cũng khoảng 17, cao 60. Rồi đây cái thứ 5, cây thứ 5 rất là to luôn. Để to, đưa cái thứ 6 lên. Đây cái thứ 6 này nè. 6 cây này em giao lưu anh em 280k thêm bao sốc bao ship toàn quốc, gom lại cho anh em xem. Rồi đây là 6 cây 280. 6 cây này 280 là em bao sốc bao ship toàn quốc cho anh em luôn nha anh em. Đây là mã số cuối cùng. Em xin phép anh em kết thúc clip tại đây. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nha anh em.